Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Nè, chảo này là cái chảo nướng á cô chú, em mua lâu lắm rồi. Cô chú ơi, tiêu rồi, dưa hấu nổi hết trơn luôn rồi kìa. Hồi nãy giờ vợ chồng em đi bắt ếch. Hey, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh gia đình bé heo cuộc sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Trời, trời mưa tầm tã, mặc áo mưa. Đi đâu vậy? Mẹ thằng ơi à? Thằng miếng canh mới dùng. Đi mua bánh. Sáng sớm mưa tầm tã tầm ta. Được rồi. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Mà nhìn đã cho cô thấy rồi quay nhìn. Cô đang hư siêu qua thơ. Ngon không? Ngon không? Nhưng nó lớn lên, ngon không? Yeah. Ngon không? Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Ngày nào cũng mưa mưa bão bão, không có đi đâu mà làm video hay xuống ông bà nội được gì hết trơn. Mưa tối ngày vậy đây nè cô chú. Cha bé heo cũng nghỉ 3 ngày nay rồi, bão táp phong ba. Giờ này thì mưa lớn thì nó không có gió, mà cái lúc mà mưa lâm râm á, gió giông dữ lắm luôn. Chạy xe mà xe hơi đó mà còn đi không được nữa. Quá trời luôn rồi cô chú ơi. Mưa hắt hiu mưa buồn qua phố vắng, chiều mưa tuôn nghe sao ôi nhớ nhà. Mưa là phôi chả chi chi. Chi này kem. Chi. Vậy này à? Chân rồi. Ừ. Hay rồi ý tê hà xuống bố cổ. Tôi cần tôi ta hẹp xin nó. Chồng em nè, đồ ăn cái này nè cô chú. Trời mưa bão rồi, đồ ăn này nè mà giờ còn có bịch à. Đồ chiên bánh xèo, còn có bịch không biết chiên đủ được mấy cái nữa. Được rồi, hồi đi chiên. Đây là cái thùng hàng em mới đi lấy về cô chú ơi. Đây là củ sắn. Em này là 2 kg gữ đó, 2 kg gữ được 4 củ. Của nào cô lấy dao gì mà bự chà bá vậy cũng không biết nữa. Quá trời bự luôn rồi. Em sợ cái gì bự bự em sợ lắm, em thích nhỏ nhỏ à. Em nhắc gan lắm. Cũng được, 2 kg rưỡi được có 4 củ. Củ này nó bị nứt hết trơn không có ngon, còn củ này còn đê tiện nữa. Củ này nó vừa xấu mà nó vừa nứt rồi nó muốn hư nữa. Bây giờ thì em sẽ bào củ cà rốt với củ sắn để mình xào á cô chú. Bữa nay nhà có gì làm đó, tại vì mưa bão không đi đâu mua đồ ăn được hết trơn á. Bây giờ thì mình bào cái củ sắn này nó bự quá luôn. Bào nó nhanh hơn mình sắt đó cô chú, mà nó đều hơn nữa. Hồi đó bên nhà em làm tay không à. Làm tay nó lâu, em mua cho mẹ cái đồ bào mà mẹ không có bào. Bào cái này nó đều. Sắt tay cái bự cái nhỏ không có đều mà nó mệt nữa. Bây giờ là nguyên liệu chuẩn bị xào làm nhân của em nha, nhân bánh xèo. Cái này là tàu hũ, em về em sắt ra cái em rửa nước lại rồi em bóp khô nước này cô chú. Có ai như em mua tàu hũ về là phải bóp khô nước. Rửa lại nữa đó. À, cái này là củ sắn, này là cà rốt, tỏi, rồi hành. Hồi nữa đâu mình đậu, bữa nay em làm có đậu xanh nữa. Mà không có giá, tại vì trời mưa rồi, có gì làm cái đó nghe cô chú. Bây giờ thì em chuẩn bị xào nhân. Cho dầu vô. Bắt đầu mình cho hành phi với tỏi phi vô. Chừa lại phân nửa.
Bây giờ thì tỏi nó vàng rồi, mình cho hải sản vô. Con nghêu mình xào lên, mình xào cho nó thơm. Mình nêm nếm một ít vô trước, dằn cho nó thấm gia vị á cô chú. Cái này thì mình nêm theo gia vị của gia đình mình. Em thì dằn vô một xíu này một xíu kia ha, cho nó thấm vô có vị thôi. Hồi nữa mình xào mới bỏ vô mấy nêm chính thức. Rồi bắt đầu mình xào lên. Mình xào một chút là được rồi đó cô chú, cho nó thơm thôi. Bây giờ mình tắt bếp, mình đổ ra cái chén hồi nãy, cái đầu mình phải làm cái khác. Cũng là cái chảo này, hồi nãy mình đổ mấy con nghêu ra hết rồi, giờ mình cho dầu vô. Cho dầu chiếc này hơi nhiều tại vì mình xào luôn á cô chú. Rồi mình cho hành với tỏi còn lại hồi nãy vô. Cái này là em nấu lên trên đây thôi chứ em không có phải mà ý mà chỉ hay là dạy ai cách nấu nha cô chú thông cảm. Em chỉ nói theo cái cách làm của em thôi chứ không phải là hướng dẫn, không phải hướng dẫn nấu ăn, cho nên cô chú thông cảm. Bắt đầu tỏi nó cũng vàng vàng rồi, em cho tàu hũ hồi nãy vô. Đó, mình xào lên cho nó thơm. Rồi bắt đầu mình cho củ cà rốt vô trước. Cho củ cà rốt vô mình xào trước một xíu. Rồi bây giờ thì mình cho phần củ sắn còn lại vô. Bây giờ thì mình bắt đầu nêm nếm theo khẩu vị gia đình. Bên đây làm gì cũng bỏ dầu hào vô hết trơn cô chú ơi. Em là người miền Tây, thành ra em làm cái gì em cũng bỏ đường hết. Rồi bắt đầu mình xào lên xíu nữa rồi mình hãy bỏ đậu xanh vô. Bắt đầu mình xào lên. Nhiều quá à. Bây giờ thì nó cũng chín chín rồi. Mình cho hải sản hồi nãy vô. Con nghêu vô. Thường thường thì mẹ em làm cái này ở bên Việt Nam á, củ sắn với giá với đậu xanh. Mà bữa nay em không có đi đâu được hết trơn, không có được mua giá, thành ra chỉ có củ sắn với cà rốt với đậu xanh. Tại em thèm ăn đậu xanh, không biết bỏ chung vô được không nữa, em bỏ đại. Giờ thì mình cho đậu xanh vô. Đậu xanh này luộc sẵn rồi, xào lên đây hơi nữa là được rồi đó. Bây giờ thì em đi xay ớt với tỏi đặng hồi nữa em làm nước mắm. Bữa nay xay cái này một bữa rồi. Bữa giờ toàn là bầm không à. Cũng xiên lắm, tính ra cũng xiên. Giờ thì xay một bữa để mua cái máy để không hoài. Cũng buồn, ở không cũng buồn. Bỏ ra miếng nhiều quá xay không được đó chứ, mới ghê chứ. Giật bắt đầu giật máy nha, giật máy giống như ở miền Tây đi máy giỏ nha. Rồi dính đi luôn rồi. Ấy cái này thì nó không bao giờ mịn bằng như mình bầm, coi nè, cái vỏ ớt còn nguyên luôn. Kệ đi, bữa nay làm gì đem bữa đi. Vỏ ớt bữa còn được. Vét ở đây hồi nữa mình đi làm nước mắm. Bây giờ thì em đi pha bột cô chú ơi.
Bột này thì bột taki vậy nè. Đầu xé ra đổ vô. Bột này thì bữa hổm em cũng làm rồi, em không có chiên lắm. Đâu rồi, em nhớ có một bịch bột nước cốt. Đây, một bịch nước cốt dừa. Đổ hết vô luôn. Rồi cái tay đó. Rồi bắt đầu mình cho mà củ màu vô. Cái gì qua này, củ nghệ. Trời đất ơi. Cho vô cho nó vàng vàng. Rồi, nhiêu được rồi. Hồi nãy thì trời mưa á cô chú, bởi vì nói chuyện không có nghe gì hết trơn, giờ em phải đeo cái mic vô. Bây giờ thì em đổ cái này là giống như bảy úp bên Việt Nam mình nè cô chú. Bên đây kêu bằng sủi sủi bi. Bây giờ em cho vô, nghe nói cho này vô giòn lắm. Cái này hoặc là bia, bữa hổm thì em cho bia rồi. Giờ em cho thử cái này coi như thế nào. Đổ vô cỡ khoảng ít vậy thôi, em cũng không có gành nữa. Rồi đó. Bắt đầu mình quậy lên thử coi. Bắt đầu mình cho nước vô. Mình cho vô từ từ để hồi nó lỏng chứ không có gì bỏ vô. Còn đặc quá à, cho nước cho thêm nữa. Làm cái này thì cũng không được lỏng quá mà cũng không có được đặc quá. Em làm cũng nhiều lần mà không lần nào giống lần nào hết trơn. Lần này bị này, lần kia bị kia. Mà lần nào mà làm không có quay video á thì lần đó nó im lắm luôn. Bây giờ thì mình nặng chanh vô. Nặng chanh vô nó cũng tạo cái độ giòn. Tạo độ giòn cho cái bánh của mình. Xong, quậy lên. Bây giờ thì em khuấy lên cho nguyên liệu nó hòa quyện vô với nhau á cô chú. À, bữa nay không có trứng gà rồi, trời mưa không có đi mua được. Nhà hết trứng gà rồi, em chỉ bỏ hành vô thôi. Rồi quậy lên rồi để đây cho nó ngủ. Nó ngủ cỡ 15-20 phút gì đó, rồi 30 phút gì đó. Cái mình quay lại mình làm. Bây giờ thì em làm nước mắm á cô chú. Mình cho bột ngọt vô. Nhắm chừng thôi. Tại vì làm nước mắm không có bột ngọt là không có được. Chứ em thì cũng ít có nêm nếm bỏ bột ngọt lắm. Đường. Rồi cái bắt đầu mình cho nước sôi vô. Nước sôi vô trước. Rồi mình lấy cái muỗng mình quậy lên đây. Bắt đầu mình cho nước mắm vô. Rồi lúc này là mình bỏ ớt với tỏi hồi nãy mình xay ra nè. Bỏ vô. Bỏ vô sao đi thì nó mới nổi lên chưa. Rồi lúc này mới là tới công chuyện nè. Lúc này là mình bỏ cà rốt sắc sợi vô. Cái này là cái em sắc tay đó. Cho nên nó hơi không có nhuyễn hung. Xong, một chén nước mắm. Một tô nước mắm rồi đó nha. Nêm nếm theo khẩu vị của mình nha cô chú. Mình nêm nếm vừa khẩu vị gia đình này. Bây giờ mình nặn chanh vô. Nặn chanh vô cho nó chua chua ngọt ngọt đó cô chú. Ăn bánh xèo thì chua chua ngọt ngọt mới ngon. Chua nhiều chua ít thì tùy theo khẩu vị gia đình mình. Xong, quậy lên. Bữa nay thì em đổ bánh xèo bằng cái chảo mới này nè. Chảo này là cái chảo nướng á cô chú, em mua lâu lắm rồi. Bữa nay em đổ thử là được không? Em thấy cái chảo này nghĩ là đổ là được được. Thử coi sao. Thử tay nghệ của mình. Em đổ bằng cái bếp điện, bếp từ. Bây giờ cái chảo nó nóng rồi cô chú ơi. Mình đổ dầu vô. Đổ dầu này thấy hoang mang quá, thấy lâu quá. Rồi mình lấy cây cọ, mình quét cho nó đều. Thử coi ra làm sao, bầu kiểu mới. Em thích làm cái gì mới mẻ lắm.
cho nó nóng dầu lên xíu. Nãy giờ chắc nó cũng nóng rồi, bây giờ mình đổ bột vô thử coi ra làm sao. Rồi bắt đầu mình lấy hai cái bợ mình đảo nó nghiêng nó. Nghiêng không được luôn rồi. Cái bánh xèo đầu tiên của em là cái chảo này cô chú, nó không có dính im lắm mà sao nó ngộ ngộ, chưa thấy nó giòn nè, nó mềm mẻo như là chiên trứng vịt vậy đó. Và đây là kết quả của cái việc lấy cái chảo nướng đổ bánh xèo, nó giòn lắm luôn mà nó lạ lắm, nó giòn mà nó lạ lắm luôn. Tắt bếp vớt ra mình đi kiếm cái đường khác mình làm chứ cái đường này không ổn rồi. Bây giờ thì mình sẽ đổ cái chảo mới này mới mua. Bắt đầu mình xoay vòng tròn cái mình cho dầu vô từ từ vậy nè, nó mới giòn. Chảo này cái chảo mới chưa đổ lần nào. Hồi nãy giờ thì mình xay nó cũng giáp rồi, bây giờ thì mình cho nhân vô. Cái bánh này em làm nhỏ à, thành ra cho nhân cũng ít à, chứ không có cho nhiều. Bây giờ thì mình để cái chảo rồi mình kéo cái bề bên đây qua. Ôi, quá trời vàng ngon luôn rồi. Đây cái bề này nó chèn cái nữa là xong. Ở dưới đây nó còn chưa có vàng không, đợi một xíu nữa. Rồi bắt đầu mình đem đổ ra dĩa. Tiếp tục cái mới. Cái chảo này, cái chảo mới nó chống dính cũng cao, thành ra cho dầu nhiều không có được, dầu ít. Bắt đầu mình nghiêng qua đây. Mình cho dầu vô cho nó giòn cái bánh. Dầu nhiều tùm lum hết trơn. Bây giờ thì mình bỏ nhân vô. Nhân nhiều nhiều xíu. Bắt đầu mình cuốn lại. Chưa có được giòn nữa nè. Cho dầu vô một xíu nữa. Cho nó giòn hết đi rồi cái mình hấp cuốn lại. Quá trời giòn ngon luôn rồi. Bắt đầu mình đem đi thôi. Bắt đầu đổ vô cái kế tiếp. Nãy giờ cũng được hai cái rồi nè cô chú. Nó giòn gụm gụm luôn. Cuối cùng thì món bánh xèo cũng xong rồi cô chú ơi. Mời cô chú anh chị nha. Bây giờ thì em đem xuống ruộng cho ông nội cô chú ơi. Đem này cho ông bà nội đi. Ông bà nội không có ăn rau, cũng không có ăn nước mắm. Mình chỉ đem bánh thôi. Bỏ thêm cái nữa đi. Rất duyên ra. Là 4 cái, 12 cái. Xong, đi. Sau cơn mưa thì em tính đâu là đem đồ ăn xuống cho ông bà nội không được rồi cô chú. Ai ngờ đâu cũng tạnh mưa. Giờ em đi luôn. Làm vừa xong. Giờ này là 7 giờ rưỡi tối rồi đó. Ba ngày, 4 ngày rồi. Trời bão ơi, cô chú không có đi xuống ông nội được luôn á. Quá trời lớn luôn.
bữa nay nó mới tạnh giờ này nè, em đem bánh xuống cho ông nội. Mà nãy giờ em đi nước ngập hết trơn, hỏi em ra em quay cho cô chú coi. Quá trời nước ngập. Nước ngập linh láng tràn trề luôn. Nè. Chết luôn rồi. Ngập dư hấu hết trơn luôn. Em để dưới bánh đó. Đi mà vậy. Bó tay thiệt luôn. Đi ra đây coi ơi, ngập hết trơn rồi. Đi, tao. Đi. Cô chú ơi, tiêu rồi, dưa hấu nổi hết trơn luôn rồi kìa. Bảo ba ngày nay không có xuống á. Bây giờ nước ngập linh láng hết trơn á. Bắp thì ngã liêu xiêu, dưa hấu thì nổi lình bình. Tiêu đời luôn rồi. Dưa hấu nổi lên hết trơn luôn rồi kìa. Bây giờ em đi qua đây coi coi. Ê da, chút xíu chợt té rồi. Mấy ngày không xuống, bão không có đi được luôn á. Mới qua nay tạnh tạnh nè. Dưa hấu em nổi hết trơn rồi. Gần 8 giờ tối rồi nè. Em mới đổ bánh xong đi xuống. Mà đi vô quay ông bà nội. Mà ông bà nội đem bánh xuống mà ông bà nội không có mặc đồ. Thành ra không có quay được. Nực, nực mà kêu tắm thì không tắm. Mà than nực, cởi đồ ra hết trơn luôn. Ông nội cũng vậy luôn. Chỗ này thì nó hơi cạn nước nè. Chỗ này hơi cạn nước. Ôi trời, cha bé heo đi xuống rồi. Ôi gì con? Mẹ đi coi dưa hấu. Để con trái lên này kìa. Giờ nó ngập hết trơn rồi. Hư hết rồi, úng hết luôn. Bỏ em kêu ông nội bẻ đi bán đi. Ông nội nói thôi, thôi. Thôi, bây giờ nước ngập tiêu luôn. Thôi luôn rồi. Thiệt tình chứ. Đây ve đây bệnh vô đó. Sáng giờ đổ bánh. Hồi chiều tới giờ chứ. Hồi chiều tới giờ em đổ bánh. Cái em xịt thuốc mũi cho con bé heo rồi tha mũi cho nó luôn đó. Mà em ra ngoài em đổ bánh. Hồi em đi vô mũi cắn nhỏ he dò cắn tay chân banh chành chân ý là ở trong nhà đó. Cỏ này mũi đen kinh khủng. Mà con mũi bên Trung Quốc này ngộ lắm cô chú ơi. Nó bự chà bá vậy đó. Mà nó con mũi dằn dằn á cô chú. Đốm trắng đốm đen đó. Đất ơi nó cắn. Nó cắn ngứa kinh khủng. Hồi nãy em đứng em đổ bánh mà nó cắn em he. Cái giò em he. Ngứa muốn chết luôn. Quên đi ra xếp hành là mà. Cái này ra xua là mà. Xua tạm anh chuẩn bị khoai là lo cha là mà. Hả? Xua là mà. Em hỏi ba bà liền bên. Em hỏi nó coi nói với ông nội là mình chuẩn bị về Việt Nam chưa. Nó nín thinh nè. Mẹ ăn trái nữa rồi. Tao sai chị lấy là chứ này cơ vậy hay ở cơ nó mà hai trái. Chỗ này thì khúc trên này nó cao thành ra nó còn khô khô không có nước. Rửa làm chi, về nhà rửa. Còn đằng này thì nó chuối xuống ngay chân cái cống bởi vì nó nước ngập lên đá hết trơn. Dì Tẩu. Yeah. Ôi trời, con thương ông nội lắm kìa, mất nhục chưa? Con thương ông nội lắm. Ê, bị phân đây à, đây à. Đây à, nè nè đó, nè nè la đó. Tẩu. Tẩu. Đi vô con. Đi về mẹ tắm rửa nữa, ăn nữa. 7 giờ mấy gần 8 giờ rồi nè. Liên cơ khanh ta này à, ba tay nã rồi, đi chèn là mà. À, sắm ban khóa là mấy chèn nào khóa sắm ban chè chè chi nú lìa đi chè chi nú lìa đi. Trời kêu ông nội bẻ đi súng nhau bẻ đang đem vô nhà để ông thôi nó hư. Ông nội nói hư cho nó hư đi thiệt tình chứ. Cho cha bé heo xuống bẻ đi.
nè, lại nơi bên nè. Sủa thiên cái đó bà lại nơi bên á, chi lại nơi bên nó tiện nơi bên dậu ý cơ ta lại bên á. Chiều cha với heo xuống. Là nó bẻ trái bự hôm bữa. Trái bự hôm bữa em với ông nội nó chưa chín chưa bẻ. Này à mấy ta lại nơi bên hành ta kìa. Đây nè, sang đi bên này nha. Rồi sụm 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 luôn à. Tiêu hết rồi. Bà ông bán cũng được mấy trăm rồi, không bán giờ tiêu rồi. Ờ tha xì lại hành ta hành soạn á. Tối nay vợ chồng em sẽ đi bắt ếch nó nhái ếch nhảy đùm đùm mày. Nãy đi dài dài em nghe nó kêu quá trời luôn cô chú, em đi bắt thử coi. Dậu là mà, có chưa? Ờ tôi sư tha đó. Ờ hồi lúc ở Việt Nam á nhà em nghèo quá cô chú, đâu có gì ăn đâu. Cha với heo bẻ lên này nè, mà lúng mà mất tiêu đôi dép rồi đi kiếm rồi. Hồi đó nhà em nghèo, chị em đông. Cái bắt đầu á trời mưa, mỗi lần trời mưa cái em với ba với chị em với anh em đi bắt bắt nhái bắt ếch á, về ăn. Ếch thì khó bắt hơn nhái. Rồi cái nãy giờ em nghe, em chạy xuống đây nè, em nghe quá trời nó kêu luôn rồi cô chú, nó kêu dữ lắm ở khúc đằng kia. Hồi tối nay em đi bắt. Vô coi vô thương bà nội mình đi về. Đi về mình mẹ ăn nếu mày đói bụng rồi mẹ tắm nữa. Trái dừa này nó bự cỡ 4 kg rồi cô chú, nó dài mà nó bự. Sáng là bé không? Mình 8 giờ bây giờ tới hù rồi. Về con ơi. Té. Kiếm mà nội làm chi? Để bo bo cho mấy ba này đi tậu. Sáng là bé na đi. Đi về nè con. Đi. Bé ba về đi. Lại bé ba về đi ta mình tậu. Xua hồ thiên coi. Tá là xua coi. Hồi nãy giờ vợ chồng em đi bắt ếch mà không có cái chĩa, em đi lại cái nó nhảy tủm tủm mất tiêu con bự chà bá vậy đó cô chú. Kìa, cha mấy heo nữa kìa. Trời ơi, con ếch bự chà bá luôn mà nó nhảy mất tiêu rồi. Tẩu về. À, em thì là vợ thì làm nấu, chồng thì đi rửa chén, chia nhau mà làm. Trời mưa bão không đi làm được thì ở nhà chia nhau. Mệt lắm rồi nha. Coi nè cô chú, đi ra đó không đội nón đội khăn rồi bị nắng ăn mà tới cỡ này nè, thấy ghê chưa? Ghê hồn chưa? Ghê hồn sương gió chưa? Video của em đến đây là hết rồi. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem. Bye bye, hẹn gặp lại video sau.